Ngọc Sơn tiết lộ về sự thật tin đồn sắp cưới Như Quỳnh. Ngọc Sơn vừa có chuyến lưu diễn tại Paris. Tại đây, anh có dịp hội ngộ Hoài Linh, danh ca Hương Lan, ca sĩ Lam Trường, Thanh Thảo, cùng nhau dạo quanh thành phố cổ kính xinh đẹp. Đặc biệt, Ngọc Sơn còn mang theo cả món ăn Việt để mời các nghệ sĩ cùng thưởng thức. Trước thông tin lan truyền gần đây về tin đồn đám cưới với ca sĩ Như Quỳnh, anh cười lớn và chia sẻ ngắn gọn. Ngọc Sơn xin cảm ơn đại gia đình dấu yêu luôn dành tình cảm đặc biệt cho mình. Chắc rằng mọi người thấy Ngọc Sơn và Như Quỳnh xứng đôi nên vui vẻ gán ghép vậy thôi. Cả nhà ơi, chuyện này không có đâu, vì thời gian Ngọc Sơn nghỉ ngơi còn không có thì làm sao có thời gian đi bàn chuyện đám cưới với Như Quỳnh. Ngọc Sơn từng chia sẻ trên báo rằng mình từng có tình cảm đặc biệt với Như Quỳnh, nhưng đó là chuyện của hơn 20 năm trước, còn bây giờ chúng tôi chỉ là hai anh em thân thiết với nhau trong nghề và cuộc sống đời thường. Xin cảm ơn đại gia đình đã luôn yêu mến. Khi nào có tin vui, Ngọc Sơn chắc chắn sẽ thông báo đến với đại gia đình dấu yêu ngay. Ngọc Sơn nói thêm. Ngọc Sơn từng được một người bạn quảng cáo về Như Quỳnh khi còn chưa gặp mặt ngoài đời, đó là vào năm 1987 khi Ngọc Sơn quay video ca khúc Hoa Sứ Nhà Nàng và sau đó gửi cho một người bạn là đạo diễn xem góp ý về mặt nội dung. Sau đó người bạn này đã nói với Ngọc Sơn về một nữ ca sĩ hát rất hay, lại xinh đẹp mà nếu kết hợp với Ngọc Sơn thì chắc chắn sẽ tạo sự kết hợp vô cùng thú vị. Ngọc Sơn tò mò tìm xem clip của cô ca sĩ và biết đó chính là Như Quỳnh. Anh đã bị chinh phục bởi không chỉ giọng hát nhẹ nhàng trong trẻo mà còn bởi nét đẹp thuần Việt của Như Quỳnh. Xuất hiện trong hậu trường đêm diễn vừa qua, Ngọc Sơn chia sẻ: "Anh rất cảm động khi đón nhận sự yêu mến, quan tâm của đông đảo khán giả hải ngoại dành cho mình. Không chỉ các khán giả lớn mà cả các khán giả nhí cũng bày tỏ sự yêu mến đối với ca sĩ. Ngọc Sơn thoải mái trò chuyện với hai fan nhí đến từ Đức bằng tiếng Đức. Tuy đang lưu diễn tại châu Âu, Ngọc Sơn bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi số phát sóng Mừng Rời Cậu Đây Rồi vừa ra mắt nhận được nhiều lời khen và lấy nhiều giọt nước mắt của khán giả. Mang đậm chất tình và đầy tính lãng tử, Ngọc Sơn chạm được tới trái tim của danh hài Hoài Linh và không ít khán giả xem chương trình. Kết thúc ơn rời, giọng ca Tình Cha bất ngờ được lựa chọn là nghệ sĩ nhận lấy chiếc cúp danh giá của chương trình." Lộ diện chân dung cô dâu bí mật trong bộ ảnh cưới của Ngọc Sơn. Đúng ngày thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch, Ngọc Sơn ra mắt MV Thiên Đường Xanh, ca khúc do chính anh sáng tác và thực hiện quay MV Công Phu tại Nha Trang, Khánh Hòa. MV Thiên Đường Xanh cũng là lời giải đáp cho những thắc mắc của khán giả về cô dâu giấu mặt xuất hiện trong bộ ảnh cưới bí ẩn cùng Ngọc Sơn được anh tiết lộ vài ngày trước. Đó chính là nữ ca sĩ Trương Linh, học trò của Ngọc Sơn từ chương trình Thần Tượng Bolero. Trương Linh được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng, cùng giọng ca ngọt ngào trong trẻo. Khi cô dừng bước quá sớm ở Thần Tượng Bolero, nhiều khán giả tỏ ra rất tiếc nuối cho tài năng trẻ này. Ngoài tài năng âm nhạc, Trương Linh còn là người có nhân cách tốt đẹp, biết đối nhân xử thế, luôn khiêm tốn lễ phép, ham học hỏi, hội tụ những phẩm chất mà danh ca Ngọc Sơn trân trọng, nên anh quyết định dìu dắt cô trên con đường nghệ thuật. Ý tưởng thực hiện khung cảnh đám cưới và hình ảnh cô dâu chú rể được chính Ngọc Sơn sáng tạo cho MV Thiên Đường Xanh. Nam ca sĩ quan niệm, ngày cưới là một ngày thiêng liêng trọng đại, là ngày hạnh phúc của không chỉ tình yêu đôi lứa, mà còn của hai bên gia đình, của tình thân, tình bạn. MV Thiên Đường Xanh được ra mắt đúng ngày thất tịch, ngày mà cặp tình nhân nổi tiếng trong truyền thuyết Ngưu Lang Trúc Nữ hẹn hò nhau trên cây cầu Ô Thước. Bởi thế MV cũng mang ý nghĩa đặc biệt về tình yêu, là thông điệp mà Ngọc Sơn muốn truyền tải lan tỏa về một thế giới không còn đấu tranh ganh ghét mà chỉ toàn những điều tốt đẹp tuyệt vời. Thiên Đường Xanh là chốn tuyệt đẹp từng xuất hiện trong giấc mơ của anh, trong đó có mặt tất cả những người thân yêu của Ngọc Sơn, kể cả đại gia đình vẫn luôn dõi theo ủng hộ anh. Đặc biệt là trong giấc mơ này, ai nấy đều xinh đẹp trẻ trung, tràn đầy sức sống. Kỳ thực giấc mơ này cũng nói lên tiếng lòng của Ngọc Sơn, khiến anh sáng tác ra Thiên Đường Xanh trong tâm trạng hân hoan đầy yêu mến, như lời ước nguyện của anh trong chính ca khúc này: nếu con lên thiên đường thì không muốn mất bất cứ một gương mặt nào. Để thực hiện MV Thiên Đường Xanh, Ngọc Sơn cùng ekip đã đến Nha Trang, một vùng đất có khung cảnh nên thơ để hoàn thành các cảnh quay. Nam danh ca quan niệm, đất nước Việt Nam rừng vàng biển bạc, văn hiến 4.000 năm vô cùng tươi đẹp. Bởi vậy anh muốn giới thiệu đến tất cả mọi người, đến bạn bè trên thế giới về nét đẹp này. Chính bởi vậy, MV Thiên Đường Xanh đánh dấu nhiều bước đi đột phá, độc nhất vô nhị của Ngọc Sơn trong nghệ thuật. Anh là nghệ sĩ Việt đầu tiên thực hiện MV ở đáy biển sâu 5m và cả trên trời cao chục mét. Hành trình quay MV không hề dễ dàng, nhưng danh ca Ngọc Sơn với sức khỏe dồi dào như tuổi 19, không hề nề hà, nắng gió mà tràn đầy năng lượng trong tất cả các cảnh quay. Nam danh ca cũng tự tay lái cano lướt trên mặt biển, thể hiện hình ảnh hoành tráng trước biển trời quê hương đất nước. Điều khiến Ngọc Sơn cảm kích là học trò Trương Linh, dù là một cô gái liễu yếu đào tơ nhưng cũng đã nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc các cảnh quay cho MV Thiên Đường Xanh. Bên cạnh đó, Ngọc Sơn cũng vô cùng cảm kích cái tâm của ekip khi hàng chục người đã không quản ngại đường xá xa xôi để có thể ghi lại những cảnh quay đắt giá. Ngọc Sơn hy vọng những nỗ lực của hai thầy trò và cả ekip sẽ nhận được sự ghi nhận ủng hộ nồng nhiệt của đại gia đình và khán giả.
Hiện tại sau khi có phòng thu riêng, Ngọc Sơn tự sáng tác, tự mix nhạc và thu âm, anh có được nguồn cảm hứng và năng lượng dồi dào cho âm nhạc. Bởi thế Ngọc Sơn muốn liên tục cho ra mắt những sản phẩm mới, chất lượng để gửi đến khán giả. Ngọc Sơn Như Quỳnh chính thức lên tiếng về tin đồn tình cảm, chuẩn bị tổ chức đám cưới. Ngọc Sơn Như Quỳnh lần đầu lên tiếng về nghi án tình cảm và sắp tổ chức đám cưới. Đêm live show của giọng ca Duyên Phận được diễn ra thành công trong sự chào đón của khán giả từ sớm vào tối đêm qua ngày 18 tháng 1 tại thành phố Đà Nẵng. Ngoài đời, Như Quỳnh gần gũi, thân thiện và đã bất ngờ giao lưu với khán giả bằng giọng địa phương miền Trung, làm cả khán phòng đều cười vui. Như Quỳnh vẫn giữ phong cách đầm thấm qua những chiếc áo dài truyền thống do chính người em trai ruột của mình. Vừa xuất hiện, Như Quỳnh đã nhận được những lời yêu cầu với các bài hát quen thuộc đi vào lòng người như Nửa Vầng Trăng, Qua Cơn Mê, Vùng Lá Me Bay, Hoa Trinh Nữ, Duyên Phận, Thiên Đàng Ái Ân, Mộng Chiều Xuân, Câu Chuyện Đầu Năm và Tôi Cũng Yêu Em. Góp mặt trong vai trò khách mời đặc biệt của đêm diễn, nam ca sĩ Ngọc Sơn cùng song ca với Như Quỳnh hai tác phẩm Con Đường Xưa Em Đi và Cho Vừa Lòng Em. Chị cũng lần đầu chia sẻ về tin đồn kết hôn với Ngọc Sơn, từng xôn xao trước đây, tin đồn chúng tôi sắp cưới là không đúng. Tôi ngại tin này làm ảnh hưởng đến tình cảm dành cho anh Ngọc Sơn. Chị nói, về phía Ngọc Sơn, anh cho hay, Như Quỳnh đẹp, hát quá ngọt ngào, tôi rất thích, nhưng chúng tôi đã là anh em, đồng nghiệp rồi, không thể yêu được. Bên cạnh đó, anh hát tặng khán giả Đà Nẵng những ca khúc riêng do mình sáng tác. Chương trình còn có ca sĩ Đông Quân, Hà Vân, Mạnh Đồng, Đạt Võ, Duy Cường. Ca sĩ Ngọc Sơn bất ngờ lên xe hoa ở tuổi 50. Ngọc Sơn không còn là cái tên quá xa lạ đối với khán giả Việt Nam, nổi tiếng từ những năm 90 của thế kỷ trước, cùng với hai em trai Ngọc Hải, Ngọc Hà. Ngoài vai trò là ca sĩ, Ngọc Sơn còn khá mắt tay trong việc sáng tác ca khúc. Giàu có và nổi tiếng, Ngọc Sơn còn có tính cách khá đặc biệt. Cách sống của anh cũng trở nên lạ so với nhiều người trong showbiz. Ngay việc xây nhà và thiết kế nhà của anh cũng từng khiến dư luận chú ý. Đặc biệt là từng đúc tượng mình bằng 1.000 cây vàng đặt trước sân nhà, mua bảo hiểm trinh tiết đời trai giá 1 triệu đô ở tuổi 43, in 20.000 tấm poster ảnh, chân dung cá nhân, mặc áo ba lỗ khoe cơ bắp đi kèm với 8 điều răn dạy đạo lý làm người, có tên 8 điều chân tình của Ngọc Sơn. Giờ đây đã bước sang tuổi 50, Ngọc Sơn lại khiến khán giả bất ngờ và choáng váng khi tung ảnh cưới. Ngọc Sơn bất ngờ tung ảnh cưới ở độ tuổi 50 kèm dòng chia sẻ, nếu Ngọc Sơn cưới vợ, đại gia đình sẽ tặng gì? Ngay lập tức bộ ảnh của anh trở thành tâm bão dư luận. Phần bình luận bài viết của Ngọc Sơn có nhiều khán giả tỏ ra rất kinh ngạc và không tin nổi. Bên cạnh đó đã có khán giả suy luận, khả năng này có lẽ chính là một MV ca nhạc mới của Ngọc Sơn. Mới gần đây Ngọc Sơn cũng khiến khán giả không nhịn được cười khi đến dự đám cưới Cường Đô La và Đàm Thu Trang, nhưng mang theo một món quà được bọc cẩn thận bằng giấy gói quà mà nhiều người liên tưởng đó giống đồ dành cho học sinh. Trước đây Ngọc Sơn cũng dính tin đồn sẽ kết hôn với ca sĩ Như Quỳnh, nhưng ngay sau đó cả hai lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Hiện tại bức ảnh cưới này vẫn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và cô dâu được Ngọc Sơn giấu mặt rất kỹ. Quang Lê bất ngờ tiết lộ mong muốn của Hà Thanh Xuân sau khi chia tay vua cá coi. Trong livestream mới đây, khi Quang Lê tự khen bản thân đẹp trai, nghệ sĩ Thúy Nga trêu, đúng rồi, dạo này Quang Lê yêu Hà Thanh Xuân thì phải đẹp chứ. Nghe vậy Quang Lê lên tiếng đính chính, Hà Thanh Xuân bây giờ là độc thân nhưng chưa sẵn sàng, tức là vẫn có giá lắm. Quang Lê kể thêm về đồng nghiệp, Hà Thanh Xuân có hứa với tôi, từ nay về sau sẽ không quen ai, ở vậy tới già, muốn độc thân mãi. Tôi không biết ý của Hà Thanh Xuân là gì. Hôm đó tự nhiên gặp tôi rồi bảo, anh à, từ giờ em sẽ ở vậy tới già. Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô tổ chức đám cưới tại Việt Nam vào tháng 5 năm 2022. Ngay sau đó cô về Mỹ và tới tháng 9 năm 2023, thông báo hai người đã chia tay vì những mâu thuẫn không thể giải quyết. Cô cũng cho hay cả hai chưa đăng ký kết hôn. Thời gian qua Hà Thanh Xuân về Việt Nam có nhiều hoạt động biểu diễn với Quang Lê. Vì vậy cả hai thường vướng tin đồn hẹn hò và được người hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền. Cách đây không lâu mạng xã hội lan truyền tin đồn cặp đôi tổ chức đám cưới. Tuy nhiên quản lý của cả hai cho biết đây là tin đồn sai sự thật, hoàn toàn không có chuyện Quang Lê và Hà Thanh Xuân cưới nhau, cả hai chỉ là anh em thân thiết, người này khẳng định. Sau đó Hà Thanh Xuân chính thức lên tiếng về mối quan hệ với đàn anh. Trước thắc mắc của mọi người về chuyện cả hai hẹn hò, Hà Thanh Xuân phủ nhận. Nữ ca sĩ cho biết cô và Quang Lê là đồng nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc để phục vụ khán giả. Mọi chuyện chỉ đến đó. Hiện tôi xin được giữ kín mọi chuyện trong cuộc sống. Âm nhạc vẫn là ưu tiên hàng đầu. Hà Thanh Xuân nhấn mạnh trong clip mới nhất, nữ ca sĩ chia sẻ về đàn anh. Gần đây anh Quang Lê có làm tour du lịch riêng cho các khán giả của mình. Chuyến đi gần nhất là tới Hàn Quốc. Đây là chuyến thứ 5 anh Quang Lê làm, nhưng lại là chuyến đầu tiên có mặt tôi đi cùng. Tôi đi cùng anh Quang Lê và các khán giả. Đầu tiên tôi thấy hơi xa lạ, nhưng đến ngày thứ 3 ở gần nhau, tôi thấy chúng tôi gần gũi như một gia đình. Khi chuẩn bị